Các bạn đang nhìn thấy đây là những con heo chúng tôi đang chuẩn bị giao về tỉnh Cần Thơ nha bạn. Đây là heo được chúng tôi tuyển chọn. Đây là những con heo tộc, heo đồng bào các bạn đang nhìn thấy trong video. Chúng tôi đang chuẩn bị bỏ lên xe khách để vận chuyển về cho khách Cần Thơ. Và chúng tôi hiện tại đang giao là 2 rò heo, một rò là chứa 5 con, rò còn lại là chứa 6 con, tổng là 11 con nha bạn. Với con heo là có trọng lượng là từ 9 cho đến 14 kg, thuốc ký rất là tuyệt vời để cho khách hàng tại Cần Thơ có thể nuôi và thịt nha bạn. Nếu như tất cả các bạn đang có nhu cầu mua heo trên toàn quốc, đặc biệt là những tỉnh miền Tây và tỉnh miền Trung, miền Nam, có thể liên hệ qua chúng tôi sẽ giao trong ngày nha bạn. Trong vòng 24 tiếng hoặc là 12 tiếng chúng tôi sẽ giao đến tận tay cho khách hàng những con heo tốt nhất, những con heo đặc sản của Ninh Thuận chúng tôi. Đây là những con heo được chúng tôi bỏ vào xe khách để vận chuyển về Cần Thơ nha bạn. Những con heo của chúng tôi hiện tại đang giao là khoảng là 10 giờ đêm nha bạn. Thì khi mà tới Cần Thơ thì tầm khoảng từ 7 giờ sáng là có thể tới Cần Thơ nha bạn. Nếu như tất cả các bạn ở tỉnh thành nào thì các bạn cứ liên hệ tư vấn, chúng tôi sẽ tư vấn và giao hàng cho khách hàng nào mà thật sự có nhu cầu nha bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh nha bạn.